để tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng Các bạn có thể sẽ không có thẳng thắn nói về cái đó Hoặc là nó giảm nó tránh Thành có cái lời khuyên nào khi mà các bạn tiếp cận cái câu này không Khi mà mình phỏng vấn các bạn mà apply vào vị trí Product Management Câu hỏi yêu thích của mình đó là Trong quá khứ bạn có bao giờ gặp conflict giữa bạn và những người làm cùng hay không? nó là một câu hỏi yêu thích của mình tại vì uh, nó sẽ đưa ra được một điểm mà dường như đối với mình nó là điều breaker đó là các bạn không nói đến các bạn contribute vào cái vấn đề đó như thế nào tại vì có những có rất là nhiều thứ mà mình có thể dạy và có thể train nhưng mà cái duy nhất mà mình nghĩ là rất khó train là cái mindset là mình mang một phần trách nhiệm đối với những cái mà nó đến với mình ừ, nhưng mà thường thì để tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng các bạn có thể sẽ không có thẳng thắn nói về cái đó hoặc là nó giảm nó tránh có thể là do cái nỗi sợ là mình sẽ làm cái gì đó khiến cho mình mất đi cái cơ hội vào cái vị trí này thành có cái lời khuyên nào cho các bạn khi khi mà các bạn tiếp cận cái câu này không nên chia sẻ đến mức nào và có những cái gì mà thành tìm kiếm trong cái câu hỏi này thứ nhất là mình nhìn nhận luôn cái việc là mọi người sẽ có xu hướng cố gắng tạo ấn tượng tốt cho với người tuyển dụng là có à, lời khuyên của mình để mà counter lại cái thiên hướng đó là các bạn nên suy nghĩ nhiều hơn về buổi phỏng vấn đó mục đích của nó là gì thì mình nghĩ nhiều bạn sẽ bảo là đi xin việc mình thì mình không thích cái framing đó mình nghĩ là một cái buổi trao đổi để mà biết được là bạn có phù hợp với công ty và công ty có phù hợp với bạn hay không. Mình frame cụ thể hơn là không phải là bạn phù hợp với công ty không mà là bạn với lại manager của bạn có phù hợp hay không khi mà frame như vậy thì mình nghĩ là các bạn sẽ để ý hơn về cái câu hỏi mà mình được hỏi và các bạn có một cái mà mình khá thích đó là phân biệt giữa gọi là khi mà mình làm user research mình cũng phân biệt giữa research question và interview question thì cái mà các bạn được hỏi thường là cái interview question nhưng mà cái research question cái mà nhà tuyển dụng thật sự muốn biết là cái gì nếu mà các bạn suy nghĩ về cái việc là ừ tại sao mà các nhà tuyển dụng thường hỏi về cái câu hỏi là conflict gì diễn ra trong quá khứ và bạn giải quyết nó như thế nào thì nhà tuyển dụng đang thật sự muốn tìm cái gì thì nhìn chung lại là các bạn có thể suy nghĩ nhiều hơn về những cái câu hỏi phỏng vấn và các bạn mát ngược lại là ok cái câu hỏi mà người ta đang thật sự muốn hỏi là gì người ta sẽ không hỏi cái thứ mà người ta trực tiếp muốn hỏi đâu mình sẽ không hỏi bạn có bao giờ tạo ra một cái vấn đề gì đó mà conflict mà ảnh hưởng tiêu cực đến người khác không tại vì câu hỏi đó nó sẽ không có dẫn đến những cái câu trả lời mà nó giúp cho mình hiểu hơn về cái cách mà bạn suy nghĩ thì yeah, mình nghĩ đó là một cái tips Ừ, mm. ok thì tiếp cận câu hỏi phỏng vấn theo cái hướng là cố gắng hiểu tại sao nhà tuyển dụng đưa đến câu hỏi đó tức là họ đang muốn tìm kiếm cái dấu hiệu gì và mình cố gắng showcase những cái dấu hiệu đó để chứng minh mình là người phù hợp với lại cái vị trí